chào cả nhà đã trở lại kênh Đất Phương Nam nha. Bữa nay mình đi sang tiếp tục cá câu cả nhà ơi. Ở đây là sông Cái Bé, vì gần chợ Cây Dừa. Đây là huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang nha. Chúng thả mùi chuối và cui. Cái này rơi trên nhỏ ngay nè, sông bự giờ nó lấp đập hết rồi. Rồi chào cả nhà nha. Tối nay mình đi cuốn mình quay nhà xem nha. Anh em mình cũng ở đợi luôn, đợi nào nước nó chảy lên rồi nó chảy ra xuống thì mình cuốn. Rồi hẹn gặp cả nhà tối nay. Chào cả nhà nha. Giờ này 2 giờ anh em mình cuốn câu về nha. Nãy giờ lục bình quá mới lên được cái diện câu à. Ở đây là sông Cái Bé, huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang nha. Giờ nước chảy, giờ lục bình nó cũng lùa lại rồi. Giờ mình tiếp anh sang cuốn câu nữa nha. Khi nào có cá mình quay nhà xem nha. Lục bình nó là không sể à. Lục bình lùa quá. Không có lâu vậy anh sao? Này cuốn cũng phải 20 lưỡi thôi nha, chưa thấy có hiện tượng gì. Hô hô. Chào anh chết luôn. Thôi được một chú nha. Chết queo rồi. Cá cha. Chết queo quá nha. Cá này khoảng 4 lạng. Cá khủng khủng rồi. Một lần làng nữa, cá hay bọc rồi. Ô, cá nữa rồi. Lên nữa cái nhà ơi. Rồi. Một chú nữa. Này chúng bậy nữa. Chúng bậy vừa vừa không? Chết nữa cái nhà ơi. Ủa, quay hay sao? Ừ. Lặng nữa không? Ừ, mất cái gì vậy? Kêu dính cá không khủng mà lên cá tí tí rồi. Hai chú ở nhà. Quá là bình của nhà. Trời nước ta chảy rau mạnh nè. Trời ơi, cá nữa rồi. Ngồi lên chú nữa nha. To hơn hết sao. Chết nữa. À, chúng đã chết luôn. Những nước đục nó chết hay sao? Ừ. Rồi một chú nữa. Chú thứ ba vẫn chết luôn nha. Chà. Chà gì? Chà tụi nó cá chứ. Chú có bé đâu nè. Chết rồi. Ô chú nữa kìa. Ô dính nữa. Đá luôn.
Đấy, hết viền kia qua viền này nữa nha. Viền này, viền kia nãy 100 lưỡi, hôm nay mình thả gần 200 lưỡi. Qua đây cái hai hai con liền luôn ha. Mới lên viền câu mới. Chút nữa thì vô giống nha. Lôi vô cái no à. Cá uốc không vậy, mà chết queo chứ. Lít giờ hơi đục nữa nha. Đục quá cá chết. Tín hiệu gì nữa không? Cá nữa. Đã. Rồi, cái này chết queo luôn. Cái này mới ngọt à. Còn xanh rồi. Rồi. Một chú nữa. Chuyện thứ hai nó im quá. Chỉ chừng ba con ha. Nổi chuối luôn. Hết rồi quá. Nặng nặng nữa không? Không. Có nặng nặng lắm thì giật nó chao chao đã. Nãy giờ luôn mới không có lý, bây giờ cũng ngắn đoạn cả nhà. Quá trời ếch kêu hay sao? Ôi, lên cá cả nhà. Ôi, ngọt nữa sao? Ngọt luôn. Bữa nay cá chết có ngọt không cả nhà? Rồi, còn ngáp ngáp mà. Ngọt chú. Cá ký nghe nhà. Mình vô ký á. Còn ngáp ngáp rồi. Ồ. Còn thứ 7 à. Rồi, cũng im rồi. Dính cá nhỏ nhỏ nhưng dính nhiều con cũng ngon rồi. Nó còn nó mới dính được là nó còn ngáp ngáp còn kia nè, đi hết rồi. Bảy chú rồi nha. Có gì lạng lạng nữa nè, bọc thôi cá nè. Lạng lạng là có lý nha. Nãy giờ lạng lạng là được mấy con lạng lạng. Mà lạng không à. Đó. Cái gì đây không biết. Ồ, cá nữa rồi. Ồ, lên cái nhà ơi. Nút lửng luôn rồi. Rồi, có được không? Cá chết rồi. Bự vô cái này. Rồi, cá ủ quay hay sao? Cá giống như cá vừa đếm vậy. Cái đầu nó có khúc rồi. Ha. Rồi, một chú nữa nha. Dính chút quê luôn. Nay còn dính cái chết rồi. Con ngáp ngáp luôn hả? Ngáp mà giờ cũng chết luôn rồi. 8 chú rồi đó. Kiếm hai con nó chăn chục à. Chạy quá xiết rồi nha. Của cá lôi à? Có cá cả nhà ơi. Phình hàng à. Này có cá sống rồi đó. Ôi dây phình phình. Ôi. Vô rồi. Bự à. Đỡ. Ồ, cá to cả nhà ơi. Rút bự anh xài. Wow. Cá khủng nè, nãy giờ chờ bao nhiêu nè. Rồi giật nè.
cá bự nha, bữa nay đem vẹt nhỏ. Wow, tên đây luôn. Wow, vật nhỏ là khó xúc luôn nha. Kéo nó xem. Vô. Rồi, lên cái này. Cá khủng rồi. Nãy giờ chở bao nhiêu đây? Phải có cá bự rồi ha. Cá không có kỳ trên luôn xem. Được chú Hugo cả nhà ơi. Cái này chắc cũng tầm 4 ký ngoài à. Không có gì trên ha. Dính còn này nó muốn bạn hết trơn cái kia luôn hả? Giật lên đi, hỏi nhảy khoai. Quá gì mà nhà ơi. Nãy giờ trong chờ có nhiêu đây à? Thấy phần hình dây là có lý ha. Cá này rất là ngộ cả nhà, không có thị trên nè. Quá gì mà. Cũng sắp hết câu luôn cả nhà ơi. Cái này dính được cá hồi nãy. To to, cá chắc tầm khoảng 4 kg cả nhà. Khúc này cũng rất là sâu ha. Không có cá tiếp tục. Gái luôn. Rồi chắc hết câu luôn rồi đó. Rồi hết câu luôn cả nhà ơi. Kết quả này mình tối nay nha. 9 con. Con chú này khoảng 4 kg, con chú kia nhỏ hơn. Rồi xin chào cả nhà nha. Gặp lại cả nhà những video sau nha. Nay mình về giờ này cũng sáng à. Cuốn rồi một quỳnh vẫn còn chảy mạnh nha.